chào tất cả mọi người. Bây giờ là gần 6 giờ tối mọi người. Mình đang cho Minchu đi học nhảy. Thời mưa dạo này còn rét cơ. Cái cảnh mưa xong rồi rét xong ngại đi. Nhưng mà vẫn phải đi là tại vì em Minchu này này. Mình bảo là mưa nghỉ hôm nay cũng không nghỉ, nhất quyết là phải đi. Thế là đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa nên phải đi mọi người ơi. Cái mùa hè nó còn đỡ ấy, nhưng mà đến cái mùa này nhiều khi mình cũng ngại. Cũng may là bây giờ thời tiết nó tạnh mưa rồi mọi người, chứ mà lại còn mưa nữa thì đúng là quay đầu xe về trùng chăn cho nó ấm. Minchu nhà mình đi học nhảy thì hầu như là hai tuần là ra một bài nhảy hay lắm mọi người, nhưng mà khổ nỗi vì nhạc cho nên là mình không có đăng lên được mấy ấy. Bên này lúc làm sao nhỉ, lúc mà cô giáo cô quay thì cô quay gọi là tất cả các bạn ở trong lớp luôn, cho nên là mình sợ kiểu là mình che mặt đi cũng được nhưng mà nó mất thời gian ấy, còn để cả mặt các bạn ấy lên ấy thì sợ mọi người không thích, cho nên là vì như vậy á. Chứ mình cho học toàn cái bài hot cho những bài mới đấy. Nhảy siêu lắm người. Bé nhất lớp nhưng mà được cái là nhảy dẻo, cô giáo khen mà cô bảo là rất là có tương lai, nhưng mà mình cho nhà mình nó không thích mấy. Nó bảo con chỉ nhảy gọi là thể dục với lại thú vui thôi, chứ còn cứ bảo là muốn làm idol các thứ thì không phải, chưa nghĩ đến. Bây giờ mình có lớp 4 mà. Cho nên là vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta là mẹ ngoan vất vả. Bây giờ là Minchu nhà mình đi vào học của mọi người ơi. Mình là đứng ở ngoài đợi, thường thường là đợi trong xe, nhưng mà ngồi lâu nó cũng kiểu mọi người ấy. Đợi khoảng tầm gần một tiếng nhỉ? Tại vì đến sớm tầm 15 phút để đợi ấy. Lạnh lạnh, vừa đói vừa rét. Hôm nào mà nó mưa nó cơ, trời ơi, lâu mà. Cái này từ nhà mình đi đây nó cũng khá xa đấy, 15-20 phút đó mọi người. Mình mà có xe thì mới chở được đến được ấy. Chứ nhiều đứa muốn học nó không có đến được đâu. Tại vì cái trường học nhảy cái này nó hiếm, có 2-3 chỗ thôi, nhưng mà những chỗ khác ấy thì nhìn nó không có được đẹp ấy. Thế là mình chui mình lo đặt hàng ở đây. Đi vào trong đợi cho nó ấm một rét. Hôm nay ở bên Hàn có 6 độ rồi con. Sáng thì 1-2 độ, cái tầm bây giờ là 6 độ. Bây giờ mình đã về đến nhà rồi này, hơi muộn cho nên là chuẩn bị cơm cháo xong mình ăn cho Đông Quân với Minchu ăn ấy, chúng nó đợi. Hôm nay mình có cái món này, đó, nghệ ngâm tương mọi người ơi. Chắc là ai xem kênh của mình thì thấy là nhà mình thỉnh thoảng mới ăn đúng không? Lý do là tại vì chồng mình anh ấy không thích ăn cái đồ sống mấy này, chỉ có Đông Quân thôi, Đông Quân với Minchu. Còn mình thì thực sự là mình cũng không có biết ăn cái món này nha mọi người. Đó, nhìn khá là ngon. Đó, Đông Quân nó ra, nó đợi, mình sẽ cho ra một cái đĩa. Nghệ này nhiều thịt lắm. Ở bên Việt Nam mình có ai nghiện cái món này không ạ? Nó rất là mặn, cho nên là mình phải ăn với cơm. Ở đây thì mình có cả kim nữa này. Cái dạng kim nhưng mà dạng bột ấy, để trộn ấy. Với lại dầu mè mẹ mình cho, để trộn cho hai đứa nó ăn. Còn đây là những cái món ăn cơ bản. Không có canh thì mình sẽ ăn cái món kim chi trắng này này. Mà làm cho ngon lắm, uống cái nước cái nó mát lạnh nha. Đông Quân thấy mẹ nói là ghệ ngâm tương là đã chạy ra này. Mới mua cho cái lắp điện thoại ấy. Khoe này. Điện thoại của Đông Quân thì điện thoại đời cũ. Học sinh mà mình không mua cái đẹp. Thỉnh thoảng là cũng tị đấy, mà bạn con toán dùng iPhone với cái đoạn đời mới, con thì dùng cái đời cũ. Bảo kệ chúng nó, biết đâu mà so sánh. Bây giờ Đông Quân nhà mình nó đang nặng cái thịt này này, để nó trộn với lại cơm đó. Ăn giỏi cái món này nhỉ. Mình thực sự là mình ăn thử thấy nó tanh tanh cũng vâng, không mua. Mình ăn mình thấy nó hơi tanh tanh chút.
mòn mình á. Wow. Ừ. Ừ. Người thì nó không biết làm nên mình phải làm cho nó nặng. Người lớn mình ăn thì mình thấy người ta cầm người ta ăn thì nó dễ. Nhưng mà có trẻ con ấy. Wow. Mỗi lần có món này nó ăn được nhiều cơm. Lấy thêm miếng nữa. Này nó ăn được hẳn bát này, cái thịt nó đầy chưa? Chồng mình anh ăn cơm bên cạnh nhé. Wow. Wow, trời. Là cả máng thịt. Hôm nay là nhà mình đang có chiến tranh lạnh mọi người, Đông Quân với Minh Chu vừa mới oánh nhau cho nên là lại mặt sưng đi, mệt với hai đứa ghê á. Em chân gì? Mà con ăn thử xem có mặn hay là nhạt đi không á. Tất rất là nhiều. Chắc là vừa. Chân chân thì một con. Chắc 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 có 4 người quay 2 người còn 2 người cắt. Chắc 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 kim chi một hồi nữa. Hôm nay bữa tối đơn giản nhà con sẽ ăn đấy. Con không ăn miếng kim chi. Nó ăn cay giỏi lắm mọi người. Đúng bố. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Hãy đi sang bộ sở hình sau ảnh đề bài xin đi nhỉ. Xin đăng ký và cùng tôi hãy cùng bố đi. Bình thường mình thích. Còn em nhất. Bình thường có cái việc gì bận đấy. Buổi tối là có gì ăn đấy. Nhưng mà thấy mình nó quen rồi, cũng không có gọi là kêu hay là đòi hỏi gì đâu. Mình chưa xóa được mặt xong. Hôm nay quá cực quá. Điền mày về nhà mũi đó lên rồi. Hôm nay mình chưa ăn được. Trời ơi. Minh Chu bây giờ mới đỡ hay sao? Còn nãy mặt sưng là bảo ăn không thì bảo không ăn. Là thấy anh ăn ngon miệng mới bảo mẹ đi con miếng. Thôi mình chưa ăn được. Hôm nay làm giỏi hay sao? Thì đâu mà gì? Giờ người ta bỏ hết găng tay vào mình ăn. Ý xưa mà kiểu là thời mình ấy là sợ bị ăn đòn. Người lớn nói thì nghe đấy, trẻ con bây giờ chứ mà nó nói thì bố mẹ phải nghe. Kim chi. Mình sẽ bắt Minh Chu ăn thêm phi cơm. Có nhiều chị hỏi mà sao không đề cập cái vấn đề Minh Chu nhà mình đi tiêm như nào đó mọi người, cái bệnh phát triển sớm ấy. Thì Minh Chu nhà mình bạn bè nó cao lắm mọi người, toàn đứa mét 5, mét 6 rồi mét bé nhất là phải tầm 4 mấy, Minh Chu mét 3. Nhưng mà cũng lo, đến bác sĩ ấy, mỗi tháng đi tiêm một lần người ta bảo là người ta khuyến cáo mình tiêm cái mũi chiều cao đó mọi người. Nhưng mà nhà mình chồng đấy mà đúng có tiêm, sợ lắm, tại vì sợ nó có tác dụng phụ.
Không biết những anh chị em đang xem kênh của mình đã tiêm cái mũi đấy cho con chưa? Ủa? Ăn hết bát sạch sẽ. Này của Minh Chu. Minh Chu tự trộn đi. À nó sao PBS. Không thịt cắt. Không thịt cắt. No rồi mọi người. Ăn không còn tí nào này. Gói tắt. Minh Chu cái khác được thêm ở mắt. Minh Chu chút tổ ai đấy. Giống giống. Bóp tay cái bọn này. Mời nó đến cho mình đến đi. Bây giờ lên Minh Chu. Minh Chu làm mất băng này. Cho cô các chú xem. Nhiều khai bé đồng. Cô biết rồi, đã sức nghiệm bộ. Thật tươi tỉnh hẳn đấy. Không phải một phân này vui vui vui. Các cô chú nhìn Minh Chu ăn. Rồi nó còn thấy được cái mồm á. Đã. Wow. Ấm chọc, ấm chọc. Thả rửa xong. 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 Thả không 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 không. Còn nhiều bạn cũng không mình. Khán giang của đàn rồi giang nhân đã chán rồi. Một phần là phạp trộm. Là phạp trộm. Ăn giờ không ngon thấy ngon mọi người. Nên ăn thêm cái cơm của anh xuống anh đâm. Nhiều khi những cái món thịt cá nó có ủ chọn tên bằng nô mà ăn nô mà. Anh bắt mình ăn hết Minh Chu chôm chút ăn nhé. Chỗ sườn không ai ăn đấy cả. Mặt tuyệt. Mặt trước đây cái lúc mà lần đầu tiên ra hàng ấy, cái món mình ăn được này, cái món này là mọi người cá ruội rim, nhưng mà người ta rim kiểu có gia vị nó ngọt ngọt, nó dễ ăn lắm. Thế nào bà thấy con dâu Việt Nam mới sang ăn được mỗi cái món đấy là nào về là bạn nhà ăn xong luôn. Mỗi tội là mình để lâu nó hơi cứng ấy, tại vì người ta cho cái tinh đường vào. Chồng mình bảo ngày xưa cái lúc Hàn Quốc khó khăn ấy, một miếng cơm và một con cá ruội này. Bê chứ chua bao vị này. Chả kim chi đó. Ừ, 맛있어. 강제로 먹여. 엄마가 막 주는 거야. 이제 먹어. 포장부터 먹어야 돼. 맛있지. 이야, 이게. 이게 맛있어. 그 우수를 뭐 bên cạnh được cứ nói nhiều. 뭐 지랄. bắt vợ ăn con ăn. mà chị mà. 뭐 그게 아니
hết. Ừ, ngon mà. Mãi được ăn được tí cơm nữa. Good. Cần chưa? Bây giờ thì mình đã ăn cơm xong rồi mọi người. Đông Cơ Min Chun là bây giờ đang ở trong phòng chơi một lúc nữa là bắt đầu cho hai đứa chúng nó đi ngủ để ngày mai còn đi học sớm ấy, thì chắc năm nay mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ, nhớ đăng ký, bấm like và đừng quên rung chuông. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Với lại anh chị em nào, cô chú, cô dì, chú bác nào muốn mua thực phẩm chức năng ấy, thì có thể nhắn tin qua Facebook Ngoan Ngô hoặc là liên hệ cho chị gái mình với số điện thoại này nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.